Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip tiếp theo này, cơ sở gỗ Yên Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm vô cùng VIP nữa là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê này 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ mun hoa da báo của Lào. Được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa này là đơn đặt hàng của một khách hàng ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh đã đặt chúng tôi rất nhiều những bức sò tai tượng từ trước đến giờ rồi. Thì hôm nay chúng tôi làm cho anh một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 16 gồm 12 món. Một ghế dài, 6 ghế đơn, một bàn to, hai đôn và hai bàn trà. Trong vùng Cam Ranh nổi tiếng với những bức sò tai tượng khổng lồ cũng được cơ sở đồ gỗ Hiền Lành chế tác thì quý vị có thể theo dõi trên YouTube. Đồ gỗ Hiền Lành cộng sò tai tượng thì quý vị sẽ có thể theo dõi được. Chúng tôi kiêm cả phần đồ đá. Và trong clip này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê siêu VIP mà anh đã đặt chúng tôi trong thời gian qua. Bộ bàn ghế này chúng tôi thi công trong vòng 6 tháng mới xong. Thì hôm nay xong mộc thì chúng tôi giới thiệu cho quý khách. Và trong clip chúng tôi cũng báo luôn thông số kích thước của bộ bàn ghế siêu VIP này cho quý vị được biết. Chiếc ghế đơn là chúng tôi làm dài 1m07, sâu 70 và cao là 1m70. Toàn bộ vách là chúng tôi làm dày 5 phân, được đục tam sư. Chương nghê thì chúng tôi đục nghê đỉnh và rồng, đục hai mặt như nhau. Phần vách chúng tôi làm dài 5 phân, đục tam sư. Và phần tay được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Đây là chúng tôi vừa với tẩy axit xong thì vân gỗ mun hoa nó sẽ hiện rõ hơn. Bình thường để mộc thì nó là màu đen. Quý vị mua sản phẩm đồ gỗ mun hoa thì quý vị nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng phần chương nghê đây. Đây là bộ bàn ghế gồm 12 món, 6 ghế đơn, một ghế dài. Ghế dài chúng tôi làm dài là 2m70, sâu 70 và cao 1m70. Rất dài, rất dày và rất sâu. Toàn bộ phần khuôn là chúng tôi làm dày 5 phân, phần ván chúng tôi làm dày 3 phân. Khác biệt hoàn toàn so với các cơ sở trên thị trường đã làm. Bộ bàn ghế này mang đậm một giá trị đó là nghệ thuật đục tay đỉnh cao trong dòng gỗ mun hoa. Những người thợ thi công rất là tỉ mỉ và đạt trình độ cao của làng nghề. Bộ bàn ghế này hay còn gọi là bộ ghế Minh Nghê cũng được, hay là Minh Quốc Nghê. Cùng một mẫu Minh Nghê nhưng chúng tôi lựa chọn gỗ, lựa chọn những người thợ đục đỉnh cao, chọn vân. Khác hoàn toàn với các cơ sở trên thị trường. Nên giá trị của bộ bàn ghế nó sẽ đẩy lên rất là cao. Thì quý vị nào muốn biết chi tiết hơn về bộ bàn ghế gỗ mun hoa thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây quý vị cùng chiêm ngưỡng đây. Phần phía dưới phần chân là chúng tôi đục hổ phù. Phần vai chúng tôi đục lá tây. Và phần trương thì chúng tôi đục hai mặt. Phần tay nghề chúng tôi đục hai mặt rất là đẹp. Dáng uyển chuyển. Và phần gỗ thì được chọn vân, chọn gỗ rất là đều và đẹp. Đây là chúng tôi vừa với tẩy axit xong để khoe vân gỗ. Thì khách hàng ở xa cũng xem được rất nhiều mẫu Minh Nghê nhưng đã tin tưởng đặt đồ gỗ Hiền Lanh online. Thì quý vị đã chuyển khoản là một nửa, thì khi nào xong bộ bàn ghế thì chúng tôi sẽ giao và lắp đặt, thì quý khách sẽ chuyển nốt phần còn lại để cho quý khách hàng được biết và yên tâm. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và anh cũng nổi tiếng là một dân chơi về sò tai tượng khổng lồ. Cũng được đơn vị đồ gỗ Hiền Lanh thi công rất nhiều trong thời gian vừa qua, thì quý vị có thể gõ YouTube sò tai tượng khổng lồ cộng đồ gỗ Hiền Lanh thì quý vị có thể theo dõi được.
Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc ghế dài đây. Dài 2m70, cột 16, tay 16. Và tổng thể chiều cao từ mặt đất lên trương là 1m70. Rất cao. Bộ bàn ghế là gỗ mun hoa da báo của Lào, khác với mun hoa Nam Phi, hay còn gọi là mun đuôi công đấy. Thì mun đó nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tôi sẽ quay rất chậm và rất kỹ cho quý vị xem. Và ván mặt chúng tôi làm 3 phân và khuôn là 5 phân. Trương nghê, tay nghê và vách là đục tam sư. Phần trống chúng tôi cũng đục nghê. Và toàn bộ vân gỗ là vân thật 100%, không vẽ vân, không bắn vân. Nên là cơ sở vẫn khuyên quý vị là nên mua hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Phần trương chúng tôi đục nghê và đục rồng, dưới có hổ phù, tràng hạt. Hàng kỹ thì nó khác hàng thường ở chỗ là chúng tôi đục hai mặt như nhau và đục tay. Hàng thường thì chỉ đục một mặt thôi, một mặt trước thôi, còn mặt sau thì chúng tôi không đục. Để quý vị có thể phân biệt được. Và hoàn thiện bộ ghế này có thể là trong thời gian từ 10 đến 15 ngày mới xong. Những người yêu thích đồ gỗ mun hoa thì nên bỏ thời gian ra, chứ gấp gáp là cũng không được. Chúng tôi cũng tâm sự luôn cho quý vị vậy. Vì chơi gỗ mun hoa là yêu cầu thời gian nó rất là dài. Nếu như gấp gáp thì chất liệu gỗ nó sẽ không được như ý. Đây quý vị có thể nhìn tổng thể bộ ghế đây. Cao là 1m70. Chiều dài ghế đơn là 1m07, cũng sâu 70. Bộ gồm 12 món 6 ghế đơn. Đều được đục tam sư, đục tay. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều mẫu mã rồi. Bàn ghế Khổng Tử hay bàn ghế Tần Thủy Hoàng, bàn ghế Âu Á thì quý vị có thể theo dõi được. Quý vị hãy đăng ký kênh thì quý vị có thể theo dõi được chúng tôi cập nhật những video mới nhất và liên tục. Quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo đấy. Hoặc quý vị muốn truy cập để lấy hình ảnh thì quý vị truy cập vào đường link Facebook chúng tôi đã để ở dưới phần mô tả rồi. Facebook cũng là Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc quý vị có thể liên hệ qua Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Bộ ghế này chúng tôi quay từ đằng trước ra đằng sau đây. Đều được chọn vân, chọn gỗ nhé. Hàng này tuyển chọn rất là khó. Và đây là chiếc bàn là chúng tôi làm rộng 1m47, dài 1m97 và ván là dài 3 phân, cũng được chúng tôi chọn vân chọn gỗ. Phần chân là chúng tôi đục hổ phù. Phần vai chúng tôi đục lá tây. Và bàn là bàn hộp ngăn kéo. Làm theo đúng đơn đặt hàng của anh đây, độ dày và tiêu chuẩn. Thì anh ở rất là xa, không thể về cơ sở xem trực tiếp được. Thì chúng tôi sẽ gửi video qua YouTube cho khách hàng xem. Đúng chủng loại gỗ, đúng mẫu mã, đúng kích thước, đúng độ dày. Thì quý khách có thể yên tâm được. Và sau khi sơn xong thì chúng tôi sẽ chuyển xe container vào Cam Ranh anh. Giao hàng tận nơi, ship hàng toàn quốc. Quý vị hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý vị hãy đăng ký kênh và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.